Em biết thì độ dày giác mạc trung bình là 5,2 đến 5,3 micromet thì mắt 5 và 5 độ hả? Cắt độ dày giác mạc bao nhiêu? Độ dày giác mạc trung bình là 525 cho đến 535 micromet. Đó, và nếu như là 5 độ ấy thì tùy phương pháp nhá. Có phương pháp thì nó mỗi một đĩa ốp độ cần nó sẽ làm mỏng đi 8 micro thì 5 8 40 và nó sẽ làm giảm lên 40. Tuy nhiên thì có một số phương pháp chi phí rẻ hơn thì nó phải làm giảm độ dày nó dày hơn là 10 micron cho đến 12 micron thậm chí là 14 micron thì nó sẽ làm giảm cái độ dày giác mạc nhiều hơn. Là mình phải cân nhắc và lựa chọn cái phương pháp phù hợp. Cái này thì bác sĩ phẫu thuật sẽ có kinh nghiệm nhất, sẽ tư vấn kỹ cho em sau khi đánh giá lại cái cấu trúc giác mạc chính xác và xem là cái thiết bị và cái công nghệ phẫu thuật ở tại bệnh viện đấy là công nghệ nào và nó làm mỏng bao nhiêu micromet nhé. Còn thông tin anh cung cấp là giả thông tin mang tính chất tham khảo, có thể tham khảo nhé.